Xin giới thiệu với các bạn một cái giống táo đầu mới mà bên mình mới nhập về. Đó chính là cái giống táo đầu quả tím. Loại này thì hiếm hơn cái dòng táo đầu quả tròn và táo đầu quả dài gọi nhé. Thì trong cái video này, nhà vườn Hồng Lâm sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn về cái giống táo mới này. Cây đợt này bên mình nhập về thì chỉ có khoảng tầm 300 cây thôi. Cây hiện tại nó cao khoảng tầm 1,3 đến 1,5 m. Cái đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 2 phân gọi nhé. Đấy, cũng đang ra hoa đậu quả rất là sai, thì mình quay chi tiết cho bạn xem nhé. Táo tàu thì nó có rất nhiều loại, táo tàu quả dài, quả tròn, quả hồ lô, và cái giống táo quả tím này là cái giống táo mới nhất mà bên mình nhập về. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Khi ở một giống táo quả tím này thì nó cũng có cái hình dạng bầu dục vậy nhé. Cái lớp vỏ bên ngoài thì nó có cái màu đỏ tím như các bạn nhé. Cái chín thì cũng ăn rất là giòn và ngọt. Đây, cây hiện tại bên mình thì cũng đang ra hoa đậu quả rất là sai như này. Đấy, cây nó còn tiếp tục phát triển mọi nhé. Khi chín thì cái quả táo tàu này nó sẽ có cái kích thước gần bằng ngón chân cái mọi nhé. Đặc điểm của giống táo tàu này thì cũng giống như những cái giống táo khác, là khi sau mỗi vụ thu hoạch thì các bạn tuốt hết lá đi thì nó sẽ nảy lên cái mầm mới và nó sẽ ra hoa cái lứa tiếp theo. Đấy, cũng rất là dễ trồng và chăm sóc luôn. Ra quả rất là sai, cũng mọc quả kẽ lá mọc ra các bạn nhé. Cái giống táo tàu này thì các bạn cũng có thể trồng chậu hay trồng thùng xốp ban công sân thượng đều được. Đấy, cái quả còn nhỏ của nó thì cũng đã có cái màu tím rồi các bạn nhé. Các bạn mà cần tư vấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc, hay là cần sưu tầm cái giống táo mới này về trồng ấy, thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm chuyên cây giống ngoại nhập, địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Số điện thoại hotline Zalo bên mình là 0968 750 386 các bạn nhé. Bên mình thì giao hàng toàn quốc, chỉ từ 3 đến 4 ngày là các bạn có thể nhận được cây rồi. Đấy, trong quá trình trồng và chăm sóc mà có vấn đề gì mà cần tư vấn ấy, thì đội ngũ kỹ sư bên mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn nhé. Đấy, cây hiện tại mình thì đang ra hoa đậu quả rất là sai như này. Bên mình thì có rất nhiều kích thước các bạn nhé. Cây giống cây trưởng thành đang có hoa có quả, giá chỉ từ 300.000 đồng là các bạn có thể sở hữu được một cây giống táo tàu đang phát triển rất là tốt rồi. Đấy, các bạn trồng chỉ khoảng tầm 1-2 tháng thì cây nó sẽ ra hoa lứa tiếp theo thôi. Cây táo tàu ấy thì hiện nay đã trồng thành công tại ba miền Việt Nam rồi các bạn nhé. Chính vì vậy thì các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc thôi. Đây là lô cây giống mà bên mình mới nhập về. Đấy, vận chuyển đường xa nên là phải bọc lưới rất là cẩn thận như này. Như các bạn có thể thấy thì cây hiện tại bên mình chỉ trồng trong cái chậu ni lông, nó cao khoảng tầm 20-30 phân thôi. Tuy nhiên thì cây nó vẫn sinh trưởng và cho hoa đậu quả rất là nhiều như này. Khi các bạn mua cây về thì các bạn chỉ việc trồng trong cái chậu nó cao khoảng tầm 40-50 phân thôi thì cây nó sẽ tiếp tục sinh trưởng và phát triển tốt các bạn nhé. Có một vài lưu ý là cái cây táo tàu này thì các bạn một năm các bạn chỉ cần bón bổ sung khoảng tầm 2-3 lần phân cho cây thôi, sau mỗi vụ thu hoạch các bạn nhé. Đấy, trong cái thời gian mà cây nó ra hoa đậu quả ấy, thì các bạn không được bón phân trong cái giai đoạn đó các bạn nhé. Khi đó thì nếu mà các bạn bón phân ấy, thì cây nó sẽ giảm cái tỷ lệ đậu quả. Vườn nhà mình thì còn rất nhiều những dòng cây ăn quả, cây cảnh, cây có hoa ngoại nhập đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Những cái dòng cây đó thì đều phù hợp với cái điều kiện khí hậu của Việt Nam. Đấy thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này để không bỏ lỡ những cái loại cây độc lạ mà bên mình chuẩn bị giới thiệu cho các bạn. Đồng thời thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái biện pháp kỹ thuật trồng để sao cho cây nó đạt cái năng suất mà tỷ lệ ra hoa đậu quả tốt trong cái điều kiện khí hậu của Việt Nam các bạn nhé. Đấy, bên mình thì có rất nhiều cây giống táo tàu. Đây là quả táo tàu hồ lô các bạn nhé. Cái hình dáng quả ấy thì ngay từ lúc còn nhỏ thì nó cũng đã có cái hình của hồ lô rồi. Đấy, cái loại này thì cũng ra hoa đậu quả rất là sai. Đấy, thấy là tỷ lệ đậu quả cũng rất là cao các bạn nhé.